Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình My Phonics Grade 2 với Unit 4. Là ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 4 và chúng ta sẽ học một chữ cái mới. Và để chúng ta có thể bắt đầu thì bây giờ các con hãy lật sách của mình sang trang 14 nha. Rồi, bây giờ ở trên màn hình cũng là một cái hình ở trong trang sách số 14 và trang sách số 15 của mình. Là đây là cái lesson 1, bài học đầu tiên chúng ta học trong unit 4. Trong các phần đầu tiên thì các con thấy là mình sẽ listen, point and repeat. Sau đó là mình color. Là các con đã học qua, đây là bài thứ tư rồi đúng không? Nên cô tin chắc rằng các con biết là chúng ta cần phải làm gì trong cái phần này đúng không nào? Nên bây giờ chúng ta bắt đầu nha. This is the letter Q. The letter Q makes the qu sound. Qu, question. Qu, queen. Qu, quilt. Rồi, đây là cái chữ cái mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là Q. Và chữ Q này nó có âm là qua, qua. À, đây là chữ in hoa và đây là chữ thường. Và chúng ta có ba từ mới. Một, hai, ba, đúng không? Từ đầu tiên đó là question. Questions là dấu hỏi hoặc là câu hỏi nha. Tiếp theo chúng ta có một từ mới nữa đó là queen. 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 Và đây là nữ hoàng. Các con thấy không? Có đội vương miện nè. Nữ hoàng. Và từ thứ ba là quilt. Quilt là một cái chăn bông. Một cái chăn bông nó có nhiều ô vải khác nhau á. Nha. Thì bây giờ các con hãy cùng lắng nghe và các con hãy đọc theo thật là to nhé về cái chữ cái của ngày hôm nay và những cái từ mới mà mình học được. Chữ mới đầu tiên là cái chăn bông là gì nè? Quilt. Sau đó nữ hoàng là queen và câu hỏi là question. Question. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Qua. Qua. Đọc theo nha các con. Qua. Qua. Question. Question. Queen. Queen. Quilt. Quilt. Qua. Qua. Question. Queen. Quilt. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần đầu tiên, listen, point and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ đến color. Now color là bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Đầu tiên thì các con thấy ở đây là question, là câu hỏi đúng không? Thì ở đây có màu xanh lá cây, màu green, thì chúng ta sẽ chọn màu green ở đây, màu xanh lá cây ở đây nha, để tô màu cho chữ qua nhé, cho chữ cute. Rồi, tiếp theo là nữ hoàng. Ở đây mình thấy có màu vàng, màu đỏ nè, thì chúng ta chọn màu vàng nhé. Các con có thể chọn màu mà các con thích nhất nha, và các con tô vô trong sách của mình nha. Ở đây thì cô Bella sẽ chọn màu vàng. Tiếp theo, ở đây cái chân bông của mình có khá là nhiều màu. Thì cái cute thì có khá là nhiều màu, nên chúng ta chọn màu blue nha, màu xanh. Rồi, các con nhớ là hãy chọn màu tô mà mình thích và các con tô vào ô chữ nha. Rồi, chúng ta đến phần tiếp theo. Bây giờ là look and listen. Chúng ta xem thử là chữ cái in, chữ Q in hoa và chữ Q thường viết như thế nào. Và đồng thời sau khi các con xem xong thì các con nhớ là mình cũng cầm bút chì lên và mình viết vào trong sách của mình nhé. Qua. Qua. Qua.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần 1 trong lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2 nha. Trong phần 2 thì là phần quen thuộc, đó là listen and point. Thì các con thấy là ở đây là một cái khung cảnh ở trong lớp học đúng không nào? Đây là một cái bảng trắng này. Ở đây chúng ta có cô giáo và ba bạn học sinh. Và ở trên bảng của chúng ta là có Queen, có hình của Queen. Và cái này là cute đúng không nè? Thì bây giờ cô giáo sẽ hỏi ba bạn học sinh ở dưới này, cô giáo hỏi là Ask a question. hãy đặt một câu hỏi. Có nghĩa là cô giáo muốn là các em học sinh nhìn vào những cái hình ở trên bảng này và hãy đặt một câu hỏi. Thì ở dưới này các chúng ta thấy là có ba bạn học sinh đúng không? Thì sẽ có hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ này sẽ đặt câu hỏi dựa vào hai cái hình này ở trên này. Thì chúng ta nghe thử là bạn nam sẽ hỏi cái gì nhé. Is it a queen? Đó có phải là nữ hoàng không ạ? Is it a queen? Thì bạn nữ sẽ hỏi là Is it a quilt? đó có phải là một chăn bông không ạ? Chăn bông là ở đâu ta? Cute là này đúng không? Và queen là ở đây đúng không? Cô Bella sẽ mở âm thanh và nhiệm vụ của các con đó là khi nghe âm thanh thì các con sẽ chỉ vào nhé. Ví dụ ở trong vở của các con khi mà các con nghe ask a questions thì các con sẽ chỉ vào đâu ta? Chỉ vào đây đúng không? Chỉ vào question. Và khi mà các con nghe Is it a queen? Thì các con sẽ chỉ vào queen ở đây nhé. Và Is it a cute? Thì các con sẽ chỉ vào đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ask a question. Is it a queen? Is it a quilt? Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài 2 Listen and Point rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, Color. Now color là bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Hồi nãy khi mà chúng ta làm bài ở phần trước, khi mà listen and point thì khi mà mình chỉ vào thì những cái này đã được tô màu rất là xinh xắn và đẹp rồi đúng không? Tuy nhiên đến phần này thì các con sẽ tự tô màu vào trong quyển sách của mình. Và có bốn ba màu ở đây người ta gợi ý cho mình, đó là màu xanh lá cây, màu xanh và màu đỏ. Thì các con muốn màu nào thì các con sẽ chọn màu đó nhé. Tuy nhiên sao cho nó phù hợp nhất nha. Ở trong vở của các con thì các con có thể với cái chăn bông thì các con có thể tô nhiều màu mà các con yêu thích. Và cái này cũng vậy ha. Tóc thì sẽ màu khác, váy thì màu khác. Tuy nhiên ở đây cô Bella không có nhiều sự lựa chọn. Nên là cô Bella chỉ có màu xanh lá cây, màu xanh và màu đỏ thôi. Thì với nữ hoàng, cô Bella sẽ chọn màu đỏ. Rồi, với chăn bông cute. Quint thì cô Bella chọn màu đỏ, còn cute thì cô Bella sẽ chọn màu xanh lá cây nha. Green. Rồi, các con có thể tự tô màu vào quyển sách của mình màu mà các con yêu thích nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ ba, đó là phần chant and show. Cô Bella tin chắc là các con biết là mình sẽ làm gì ở trong phần này rồi đúng không? Nên là các con hãy đứng lên sẵn sàng nhé, để chúng ta có thể vừa hát và vừa biểu diễn nha. Question, 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 question. Queen, qua, qua, qua. Queen, queen, qua, qua, qua. Qua, quilt, qua, qua, qua. Quilt, quilt, qua, qua, qua.
Một bài hát thiệt là dễ thương đúng không nè? Bây giờ chúng ta hãy hát lại một lần nữa để chúng ta có thể thuộc bài này nhé. Qua, question, qua, 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 question, question, qua, qua, qua. Qua, queen, qua, 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 queen, queen, qua, qua, qua. Qua, quilt, qua, 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 quilt, quilt, qua, qua, qua. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi, bây giờ chúng ta hãy sang lesson 2 nha. Lesson 2 thì nó sẽ nằm ở trong trang sách số 16 của các con, nên bây giờ các con hãy lật sang trang sách 16 để chúng ta bắt đầu nhé. Như thường lệ thì lesson 2 sẽ bắt đầu với phần số 4, đó là listen and read along, là mình hãy lắng nghe và mình đọc theo. Trong phần 4 này thì chúng ta sẽ listen, read along, là mình sẽ lắng nghe và mình sẽ đọc theo. Question, question là mình nãy mình biết rồi đúng không nè? Đây là ba từ mà hồi nãy lúc đây là ba từ mà lúc nãy mình đã học rồi đúng không? Thì bây giờ cô Bella sẽ giải thích cho các con nghĩa của những câu ở trong cái khung này nhé. Đầu tiên là ask a question, là hãy đặt một câu hỏi. Tiếp theo, ask the queen a question, có nghĩa là hãy hỏi nữ hoàng một câu hỏi. Ask the queen with a quilt a question today. Hãy đặt cho nữ hoàng với một cái chăn bông một câu hỏi hôm nay. Bây giờ các con hãy lắng nghe và các con đọc theo nhé. Ask a question. Ask the queen a question. Ask the queen with a quilt a question today. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo với cái phần số 5 trong lesson 2, đó là song. Đây là lúc mà các con được biểu diễn, được ca hát nè. Các con nghe và hát theo các con nhé. A quilt for the queen, a quilt for the queen, a quilt for the queen today, a quilt for the queen. A question for the queen, a question for the queen, a question for the queen today, a question for the queen. Bài hát thiệt là dễ thương đúng không nè? Và nó sẽ giúp cho chúng ta thuộc được những từ mới của ngày hôm nay. Do đó chúng ta hát lại thêm một lần nữa nha. A quilt for the queen, a quilt for the queen, a quilt for the queen today, a quilt for the queen. A question for the queen, a question for the queen, a question for the queen today, a question for the queen. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 2 rồi. Và đây là lúc chúng ta sẽ bắt đầu đến phần cuối cùng của unit 4, đó là lesson 3. Bây giờ các con lật sang trang số 17 để chúng ta bắt đầu học phần lesson 3 nhé, bài học số 3. Ở trang số 17 thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 6, đó là circle the right letters, là nhiệm vụ của chúng ta là khoanh tròn vào những cái chữ cái đúng dựa vào cái hình ở trên này. Cô Bella lấy ví dụ cái đầu tiên là chúng ta thấy là có question, đúng không nè?
question thì chúng ta sẽ có chữ cái gì ở đầu tiên ta? Đó là quilt. Quilt, đúng không nào? Cái này là chữ quilt in hoa. Nên chúng ta sẽ khoanh tròn vào đây. Đây là chữ in hoa, chúng ta tìm chữ thường nhé. Ở dưới này là hàng chữ thường nè, ở trên này là hàng chữ in hoa. Chúng ta đã có một chữ in hoa rồi, thì chữ thường của qua, quilt là này, đúng không? Nên chúng ta sẽ khoanh tròn vào đây nhé. Rất là dễ đúng không nè? Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần những phần còn lại nhé. Panda. Panda. P panda. P panda. Queen. Queen. Qua queen. Qua queen. Orange. Orange. Oh, orange. Oh, orange. Quilt. Quilt. Qua quilt. Qua quilt. Nest. Nest. N nest. N nest. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 6 rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần số 7 nha, phần cuối cùng trong unit 4. Phần trong phần số 7 này thì chúng ta sẽ listen, point and repeat. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắng nghe, chúng ta chỉ vào và chúng ta đọc lại cái từ mới này nha. Thì bây giờ trước tiên chúng ta nghe thử từ mới này là đọc như thế nào nhé. Qua. Quiz. 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 Đây là một cái câu đố vui. Đây là tên của những bài đố vui hoặc là những cái bài kiểm tra. Thì ở đây các con có thấy nè, thì quiz thường là những cái mà họ sẽ cho một bài ra và họ cho mình 3 sự lựa chọn trả lời. Ví dụ trong câu 1 thì mình trả lời A hoặc B hoặc C, thì những bài như vậy được gọi là quiz nha. Bây giờ chúng ta nghe và chúng ta đọc theo nha. Và các con nhớ là khi mà các con nghe thì các con hãy chỉ tay vào trong vở của mình luôn nha. Chỉ vào đây nha, chỉ vào đây nè. Quiz. 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 Nhớ là các con sẽ chỉ vào đây quiz. Nhé. Quiz. Quiz. Các con đọc thêm một lần nữa nè, để chúng ta có thể nhớ từ mới nha. Quiz. Quiz. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Họ bảo mình là color the pictures of the words that start with the qua sound. Là nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ tô màu những bức tranh mà của những từ mà nó bắt đầu bằng âm qua. Sau đó là mình say the qua words, là mình sẽ nói những cái từ có âm là qua nha. Thì ở trong phần này thì các con thấy nè, có 3 bức hình đúng không ta? Thì các con thấy nè, có 3 bức tranh nè. Đầu tiên đó là cái gì đây ta? Quilt, đúng không nè? Ở đây là một chú ngựa. Ở đây là chú pony. Pony thì không có bắt đầu bằng âm qua. Và ở đây là queen thì bắt đầu bằng âm qua. Thì chúng ta dựa trong 3 hình này thì chúng ta sẽ có 2 hình mà nó sẽ start with the qua sound, là sẽ bắt đầu với âm qua. Đó là quilt và queen. Giờ đó chúng ta chỉ tô màu 2 hình này thôi nha. Các con có thể lựa chọn cái màu mà các con thích để tô vào. Tuy nhiên, bây giờ cô Bella sẽ chọn màu cam cho cái quilt nha. Quilt. Và bây giờ cô Bella sẽ chọn màu vàng cho queen. Queen. Ta-da! Chúc mừng các con! Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Unit 4 trong chương trình Mindfulness Grade 2. Và đây là lúc mà chúng ta sẽ ôn lại những cái từ mới mình đã học và mình chơi một cái trò chơi nhỏ để mình có thể nhớ bài tốt hơn và dai hơn các con nhé!
qua. Question. Question. Queen. Queen. Quilt. Quilt. Quiz. Quiz. Trong phần trò chơi thì chúng ta sẽ thấy họ bảo mình là listen, look and tap on the correct pictures. Thì lát nữa các con thấy ở đây sẽ có một chú gấu panda và ở trên này nó sẽ có những cái hình cứ chạy chạy ở trên này sẽ chạy liên tục. Và khi chúng ta nghe một âm thanh ở đây thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chọn một cái hình tương ứng với âm thanh đó và mình sẽ tap vào, là mình sẽ nhấp vào. Rồi, như vậy là chúng ta được điểm ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nha các con. Parrot. Nut. Panda. Queen. Nest. Orange. Octopus. Quilt. Pen. Quiz. Olive. Question. Parrot. Question. Olive. Panda. Octopus. Orange. Pen. Nut. Quiz. Quilt. Queen. Nest. Question. Nut. Panda. Olive. Parrot. Quiz. Quilt. Orange.
Queens.